Thưa quý vị và các bạn, mới đây một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cướp đi sinh mạng của một cô gái 25 tuổi. Nhận được tin dữ, chồng chưa cưới của cô gái đã tức tốc bay từ Nhật Bản về Việt Nam để dự đám tang và anh vẫn làm đám cưới bên linh cữu của người yêu xấu số. Câu chuyện cảm động này ngày hôm nay đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Sáng qua anh Đặng Thiên Ân 25 tuổi đã bay từ Nhật về Việt Nam để tiễn biệt vợ chưa cưới. Từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến cổng nhà vợ sắp cưới, anh đã cầm bó hoa cưới, vừa hát vừa đi đi vào trước di ảnh và quan tài của vợ. Anh cho biết đây là bài hát anh định hát trong đám cưới. Sau đó anh tự đeo chiếc nhẫn cưới cho mình, chiếc còn lại đặt trước di ảnh của vợ. Những người chứng kiến đều không thể cầm được nước mắt trong đám cưới đặc biệt này. Được biết Ân và vợ chưa cưới đã làm đăng ký kết hôn. Vào ngày 29 tháng 9 tới, tất cả quá trình chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất, nhưng không may vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của vợ anh Ân. Anh Ân cho biết, trước đó anh tình cờ xem được đoạn live stream trên Facebook của người dân địa phương về vụ tai nạn, thấy người nhà vợ khóc. Thì bên thi thể đắp chiếu mới bảng hoàng nhận ra nạn nhân chính là vợ mình. Lấy hết sức bình tĩnh, anh nhắn tin cho người livestream để xác nhận và lập tức đặt vé máy bay bay trở về Việt Nam. Thưa quý vị, được biết đôi bạn trẻ yêu nhau từ khi còn học chung Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cô gái sang Nhật trước theo chương trình hợp tác lao động cho một công ty cơ khí, còn Ân sang sau nhưng may mắn được tuyển thẳng và làm việc ở vị trí quản lý. Vài tháng trước cô gái trở về Việt Nam để chuẩn bị đám cưới thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.